Cầu Kính Tương Gia Giới là một cây cầu đi bộ trên không ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam. Cây cầu được xây dựng để làm một điểm thu hút khách du lịch, cây cầu có đáy bằng kính trong suốt. Khi cầu kính Trương Gia Giới khai trương, nó là cây cầu có đáy làm bằng kính dài nhất và cầu kính cao nhất trên thế giới. Cây cầu chính thức mở cửa đón du khách vào ngày 20 tháng 8 năm 2016, có tổng chiều dài 430 m và chiều rộng 6 m và nằm cách mặt đất khoảng 300 m. Cây cầu bắc qua hai vách núi trong công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam. Cây cầu kính này được thiết kế để chịu lực tối đa 800 du khách cùng một lúc. Cây cầu do kiến trúc sư người Israel Hamdotan thiết kế để xây dựng cây cầu, các kỹ sư đã dựng bốn trụ đỡ trên các cạnh của hẻm núi. Cây cầu được làm bằng khung kim loại với hơn 120 tấm kính. Mỗi tấm này có 3 lớp và là một tấm kính cường lực dày 5,1 cm có 3 dây chịu lực được gắn vào mặt dưới của cây cầu. Ngoài ra khu vực còn có quy định cho phép trò chơi mạo hiểm nhảy bung dơ 285 mét, được coi là cú nhảy bung dơ cao nhất thế giới, theo Ủy ban Quản lý Cây Cầu. Cây cầu đã lập 10 kỷ lục thế giới về thiết kế và xây dựng. Kỷ lục là cây cầu kính dài nhất, vào ngày 2 tháng 9 năm 2016, chỉ 13 ngày sau khi cây cầu được thông xe, chính quyền đưa ra thông báo rằng họ sẽ đóng cửa cây cầu do lượng khách quá đông. Cây cầu được thiết kế để chịu 800 người cùng một lúc và dự kiến sẽ có khoảng 8.000 người đến thăm mỗi ngày, đã thu hút hơn 80.000 du khách mỗi ngày. Các nhà chức trách cho biết chính phủ đã quyết định đình chỉ hoạt động để khẩn trương cải thiện điểm tham quan, bao gồm các bãi đổ xe, hệ thống đặt vé và dịch vụ khách hàng. Cầu kính này mở cửa trở lại vào ngày 30 tháng 9 năm 2016.